này đi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
quả này 15.000 rồi, không phải 10.000 đâu.
quả đấy, 10.000 quả ngày, ai nghe được.
Thank you.
Đi gì à? Anh tao được chưa? Tao rồi, bây giờ chỉ việc thả thôi. Em đi vào đi, hoặc anh lùa đuổi lại. Con mẹ này hiền mà. Nó làm tí. Đi tìm mệt, nó tít trên này. Nhiều mũi nhỉ. Làm sao lại đưa được về được anh? Ôi chắc cho ở đây thôi. Con còn nhỏ này. Tí em về em nấu cá mà làm cho. Đấy, em đang làm cho ăn tí. Vén là thần lên đấy.
nhìn thôi. Thích nhỉ. Đau thế nhỉ. Đừng làm động mạnh nhé, con mẹ này nó động thì nó lần sau nó không giữ. Cho động mấy con đực đấy, 1, 2, 3 mấy con cái này, cái này. Còn đực thôi, có mỗi 2 con cái. Lại là đây này, kiệt cái gì mà kiệt, con làm sao đây mà kiệt sỉ hả? Thế nó thấy em nó sợ. Ê ơi ngồi chưa, khỏe nhỉ, nó mới đẻ mà sao không có một con hơi đốm. Đốm đen á, nhiều muỗi quá. Các em phải để lấy cám ra cho nó ăn. Anh đấy, em đi lấy cái đó nhé. Rất đói lắm.
là một cái lán đây tạm căng cái bạt tạm đây nhỉ. Hôm nào đánh vào đây, còn hôm nào mưa xuống là quyết hết. Khi nào con nó khỏe khỏe đã xong không chuyển về. Vâng. Làm luôn nhé. Vâng. Chuồn luôn một cái cọc đây. Luôn kéo cho nó vuông mà kéo sang bên đấy. Cái cây anh đóng cơ.
kéo nó đi. Buộc. Cắt vào đấy. Kéo căng rồi. Kéo căng rồi. Thoáng chưa? Đi vào đào. Kệ nó cho nó dồn ra chỗ đấy nó mới có lối đi không lần nữa. Đổi đi.